do gì mà ngày hôm nay tự nhiên ba người chơi cái tông đỏ rực vậy? Màu đỏ chứng tỏ hạnh phúc và tỉnh táo lắm. Màu đỏ chứng tỏ đang yêu. Ủa vậy màu đỏ hả? Chứng tỏ hợp ý. Mình chứng tỏ là người cặp đôi người ta tham gia chương trình là bên đây yêu. Chứng tỏ tỉnh táo, chứng tỏ đang yêu, chứng tỏ hợp ý hả? Ừ, để coi coi bữa nay ba người có hợp ý với nhau hay không nha. Đại Nghĩa xin chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Bạn Đời Ăn Ý. Và chúng tôi xin được chào đón giới thiệu tiến sĩ tâm lý Linh Trang, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường và MC ca sĩ Hoàng Rapper. Và thưa quý vị, chương trình Bạn Đời Ăn Ý cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện. Và giờ phát sóng vẫn không thay đổi quý vị nha. Đúng 20:30 thứ ba hàng tuần, mở TV lên ở kênh HTV7 là sẽ đến với chương trình Bạn Đời Ăn Ý của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của nhãn hàng Smoothie dưỡng ẩm Minh Hồng thế hệ mới đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với cặp đôi của ngày hôm nay xem họ là ai. Nói lời thương, hứa hẹn nhiều mà làm gì để giờ chia đôi mỗi người một phương. Cho đi thanh xuân mình em một nỗi nhớ trong qua ngày đoạn tháng, để lại trong tôi con gái này. Nhưng mà đời chỉ sống một lần, cơ sao em phải quá khổ? Mang tình cảm lớn không yêu rồi cũng đâu cần vứt bỏ. Bình minh nếu có lỡ thì ta gặp lại vào mỗi sớm mai. Như đều ăn lỡ em rồi thì không có lần thứ hai. Alright, here we go, come on. Sư nhân rồi. Con cò bay mà giống như là con lãi. Cái mặt này mà con cò ai tin trời ơi. Với cái chỏm trên đầu nó còn diều hâu tôi cũng chịu. Cái con cò đó ra mà cò. Giới thiệu với quý vị Kiều Anh và Quân Ly. Mình thấy một cái tiết mục nó hòa quyện giữa gì đó nó hiện đại, chút gì đó nó truyền thống, bài cò cò bay lả bay la mà kết hợp với lại rap nữa. Tại vì em rất là thích những cái dòng nhạc dân gian đương đại, dòng nhạc của Việt Nam, truyền thống Việt Nam, mà đang có một bạn rapper rất là trẻ trung nữa, nên là tình cờ là rap vào bài hát thì nó lại hòa quyện và được một cái bản phối em đang cảm thấy rất là thích. Nó lạ lắm luôn á, ban đầu mới nghe thì có cảm giác chưa quen tai lắm, thì nghe chừng khoảng tính câu thứ 4, thứ 5 thôi là bắt đầu mình cảm được cái giai điệu với cái tiết tấu của nó. Rồi sau đó khi mà Quân xuất hiện với một cái đoạn rap nữa thì một cái sự kết hợp nó quá là tuyệt vời luôn. Rồi chưa kể làm giống như là gặp đồng hương cố nhân gì đó, nó cũng rapper với nhau, cho nên là lôi ra làm luôn. Ê nghĩa đứng xa xa ra em nhìn hai này giống nhau lắm nha. Giống chỗ nào? Hai cái mũi á. À, mũi đẹp ha. Thấy không? À, nhìn thấy Quân Ly có vẻ giống như là không phải là người Việt đúng không em? Dạ, em rất giỏi tiếng Việt nhưng mà là người Việt. Vậy hả? Tại vì nhìn gương mặt của em anh nghĩ chắc là có like. À vâng, cái này thì từ bé đến giờ thì ai gặp em thì cũng bảo như thế, nhưng mà em là người Việt Nam 100%. À, người Việt thuần chủng đúng không? Vâng. À, rồi hai em quen nhau như thế nào? Dạ, hai đứa em quen nhau trên một cái game show hẹn hò ở sóng truyền hình.
Thường anh thấy nha, những game show hẹn hò đó thì cũng phải có duyên lắm thì mới có thể là gặp gỡ và thành bạn thật sự với nhau ngoài đời luôn. Quen nhau đến nay đã được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, bọn em quen nhau đến đây là được 1 năm rồi ạ. 1 năm thôi, còn rất là mới. Em nhắm em hiểu bạn gái em không? Hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì hiểu. À, còn em sao Khoanh? Dạ, cũng vậy hả? Dạ, cũng vậy. Mới 1 năm mà dám dắt chương đến với chương trình này đây. Mình sẽ biết được rằng là cái vụ mà hiểu thì hiểu, không hiểu thì hiểu của mình được bao nhiêu phần trăm nha. Để rồi qua đó mình có thể mình cân nhắc, rồi mình tính toán cái chuyện là mình sẽ phải làm thế nào để hòa hợp với nhau. Rồi cho cái ngày hẹn cụ thể để về chung một nhà luôn. Rồi nếu như mà lỡ như sau chương trình này mà thấy cơ bội là chưa có hiểu lắm á, thì mình kéo dài cái ngày hẹn ra thêm chút nữa, mình chơi giờ dây thun. Ôi Nghĩa ơi, nếu chưa hiểu nhau lắm thì phải về lẹ lẹ, ở chung nó mới hiểu. Đúng, đúng, đúng. Ở riêng tìm mà nó không có hiểu, ở chung. Ủa, tôi tưởng nó không hiểu nhau lắm thì chia tay luôn đi chứ. Cái gì vậy? Không quật dân ơi. Bạn bình luận hợp ý vậy đó. Bao nhiêu cặp tan rã gì cái người đó rồi. Đúng, đúng, đúng. Đây, mời hai em về vị trí của mình. Dạ. Mới có 1 năm yêu nhau thôi. Dạ. Cái kiểu tình yêu mà tình yêu nó mới nhú. Ủa, 1 năm là nhiều á, em nè 4 tháng là cưới luôn á. Cái duyên trời cho đó em. Dạ đó. Nhưng mà thiệt ra 1 năm còn mới ghê lắm. Vậy thì bây giờ các em sẽ tự đánh giá về cái mức độ ăn ý của mình đi. Dạ, bạn bè của tụi em khi mà gặp tụi em thì hay nói là sao hai đứa này giống nhau mà giống như nó biết nhau từ lâu rồi, chứ không phải là mới quen có vài tháng hay 1 năm. Bạn bè em cũng khéo nói lắm. Dạ, khéo nói lắm. Mà thường mấy bạn nói vậy thường là sao, nó có cái câu là để tao coi tụi bay hình để tao lâu coi đó. Chống mắt lên tao coi. Quân định lấy số 5 anh ạ. Trời, nhưng mà em không cho. Đâu bèo dữ vậy. 8 điểm. 8 điểm cũng là điểm tương đối cao rồi. Là cũng khá tự tin đó. Để coi. Chống mắt lên coi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1, vòng thấu hiểu. Cho anh hỏi thăm cái là thường thường trong tuần là tụi em ngày nào cũng gặp nhau thôi hay là cuối tuần mới gặp nhau? Ở chung mà. Ở chung luôn không? Có. À, như vậy là ngày nào cũng gặp mặt nhau. Ở chung mới lòi ra mấy cái xấu đồ của nhau chứ. Đó. Đây, câu số 1 nè. Quanh sẽ ghi câu trả lời của em vào bảng nha. Dạ. Kiều Quanh thường dùng cụm từ nào mỗi khi nhắc đến cả hai trên mạng xã hội? Mời Quân. Dạ. Coi chừng ngốc ngốc nha. Cái này thì bọn em thì mặc dù quen nhau 1 năm, gọi nhau là người yêu, nhưng mà đối xử với nhau thì như hai thằng bạn. Hai thằng bạn hả? Oanh sẽ hay dùng cái cụm từ là đôi bạn thân. Vậy thì bây giờ anh muốn coi câu trả lời của Oanh như thế nào. Đôi bạn thân. Hay. Em có thể giải thích rõ hơn về cái cụm từ này được không Oanh? Dạ, tại vì khi mà bạn Quân ở Hà Nội, em ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, thì hai người khoảng bị yêu xa nhau quá, nên là Quân lại ngại chia sẻ về mọi thứ. Quân ít nói lên sóng, không nói nhiều, chứ ở nhà là không nói gì hết. Tới khi mà em nói anh ơi anh nói gì cho em nghe đi, anh ơi anh nghĩ cái gì, anh như thế nào, ngày hôm nay anh sao, cũng không nói, không chia sẻ gì hết. Tới khi em mới nói là Quân ơi, Quân hãy xem em là một người bạn của Quân, chứ đừng có nghĩ em là người yêu hay là gì cả. Thứ hai nữa là Quân sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp, thì Quân sẽ là một hình mẫu nghệ sĩ đa năng, nên em cũng không có muốn là public quá nhiều, công khai quá nhiều về hình ảnh của hai đứa bạn, hai đứa em. Nhưng mà mất đăng hình quá rồi, tùy hình đẹp mất đăng quá. Hình đẹp nên là mà. Phải để là đôi bạn thân thôi, chứ còn ai nghĩ thì nghĩ, chứ em cũng không có dám để là người yêu của nhau. Rồi, hôm nay tham gia chương trình này rồi. Sau bữa nay thì cả nước biết em nha. Rồi, hết rồi. Bé nó khéo ghê, nó che đậy kín ghê luôn. Lên mạng xã hội này khi chỉ để đôi bạn thân thôi, mà đến tham gia chương trình bạn đời nha. Nhưng mà được cái trùng khớp nha. Câu 2 nè. Dạ. Mời mang món đồ vật ra đây. Ôi, đẹp đây. Trai. Trời, thằng Tuyển của tôi mà. Yêu cho em. Có rồi, phải không? Bữa sau qua đó ngồi cho anh. Nha. Qua đó ngồi tham gia chương trình cho anh. Đây, theo Quân thì Oanh sẽ chọn bó nào trong 3 bó hoa này? Này, bông hướng dương. Im lặng nha. Hoa hồng. Con này là hoa gì đó không biết. BB, baby. Rồi em chọn đi Quân. Rồi, quá dễ rồi. Hướng dương hả? Dạ. Tại sao em chọn cái này? Tại vì đây là hoa Oanh thích. Ủa kỳ vậy ta, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Hoa hồng thì đúng là tượng trưng cho tình yêu, nhưng mà tình yêu của bọn em là tình yêu màu nắng, nên là phải hướng dương. À, hay nha. Nên em tự tin em qua em tặng Oanh coi, bạn nhìn luôn cái bảng coi đúng không? Không cần phải nhìn nè, em chắc chắn đúng. Chắc chắn luôn tự tin quá. Giờ bảng lên anh coi coi nè. Đáp án là
Chính xác, Hoa Hương Dương. Tặng liền em. Luôn. Cảm ơn em. Tặng luôn đó. Ừ. Câu số 3, mời hai em xem hình. Bộ trang phục này gắn liền với kỷ niệm đặc biệt nào của Kiều Oanh? Rồi, mời Quân. Em phải nói thật là... Cỡ hả? Mỗi lần em nhìn thấy cái bộ váy này là em thở dốc luôn đấy. Tại sao? Kiểu một phần là em cực kỳ sợ khi mà nhìn thấy bộ váy này. Và phải nói thật là từ sau cái lần mà Oanh mặc bộ váy này gặp em, thì em đã nói với Oanh một điều rằng là em ơi, kiểu làm ơn là sau nếu mà có lúc nào em đi chung với anh thì đừng bao giờ mặc váy vàng. Bởi vì cái bộ váy này nó gắn liền với cả lần hẹn hò đầu tiên của bọn em. À, tức là lúc mà thời gian bọn em mới quen nhau thì em ở ngoài Hà Nội. Và cái ngày hôm mà Oanh mặc cái bộ váy này là hôm sinh nhật của Oanh, ngày 16 tháng 6, à, đúng năm 2020 luôn. Và cái bức ảnh này là được chụp tại một cái lễ thanks party của một người chị của Oanh. Thì Oanh sau khi quá chén thì đã... Cho ăn chè. Nôn à? Đã beautiful lên người em. À. Beautiful à? Lên người em luôn. Lên người em. Bởi vì em ngồi bên cạnh. Lúc đang ngồi bàn dày rồi dựa rồi... Huệ ơi! Là chị Huệ. mà có một cái là tức là... Người ta mà bình thường trước lúc gọi tên chị Huệ thì người ta sẽ kiểu... Sẽ phải ngắc ngứ, sẽ phải có những cái biểu hiện. À, đúng rồi, lẽ được đúng không? Oanh là ngồi yên như này. Chờ nhé. Trời ơi. Đáp án của em sao Oanh? Đáp án của em lần đầu hẹn hò 16 tháng 6 sinh nhật Oanh Trung. Dạ. Mà em nó là mới ghi cái tiêu đề thôi, còn cái nội dung là bên đây mới kể. Dạ. Cái tức nhất là đưa em về nhà anh là hả, xong rồi bay thẳng về Hà Nội luôn. Tại sợ quá. Em tưởng là sợ chạy mất dép luôn á. Trong sáng anh còn nhắn tin là anh về Hà Nội nhé, em giữ gìn sức khỏe. Em không dám trả lời tin nhắn của anh, quá quê rồi. Quá ngại, quá mất cỡ. Nhưng mà lúc đó cái cảm giác của em sao Quân khi thấy cái người bạn gái lần đầu tiên mình gặp lại như thế? Đúng là sau cái lần đấy là em nhận thấy là kiểu em có tình cảm sâu sắc với Oanh luôn. Nhớ à, mũi liền luôn. mà lúc ngay cái thời khắc đó khi mà em ướt đẫm. Dạ. Lúc đó em như thế nào? Lúc đấy thì em cũng chả nghĩ gì nhiều ngoài việc là ngay lập tức là phải đưa Oanh về. Ờ. Và em chỉ nghĩ đi. Và em chỉ nghĩ đúng chứ một việc nghĩ là đưa cái việc về. Là mình như thế nào hả, đúng không? Bởi vì thì đằng nào cũng xong rồi anh. Ủa nhưng mà rồi sao đó bỏ về Hà Nội gấp vậy? À, bởi bỏ vì... của chạy lấy người hay sao? Về phải độ. Về thay đồ hả? Ừ, về thay đồ thì... Em về thay đồ. Kỷ niệm thiệt là đáng nhớ ha em. Dạ, đáng nhớ ghê chứ. Tiếp nha, câu số 4. Tiếp tục mời coi hình. Dạ. Wow. Cậu nhìn như trai ống á. Ờ, cái gương mặt giống Quân, anh nói giống như là người nước ngoài chứ phải giống Việt Nam. Kiều Oanh sẽ thích kiểu tóc nào hơn? Số 1 hay 2? Số 1 là chải sụp xuống, số 2 là dánh ngược lên. Rồi Quân chọn số mấy? Em chọn số 1. Tại sao em chọn số 1? Em tưởng là hỏi về dâu thì chắc chắn là số 2, nhưng mà nếu mà hỏi về kiểu tóc thì là số 1. Ừ. Tức là và đặc biệt là sau khi mà mỗi cái lần mà em tắm xong thì tóc của em nó sẽ rủ xuống và Oanh lúc đấy rủ rừng được không? Và... đấy. Đấy biểu hiện của Oanh ấy. Là sao? Là em thấy anh lạnh quá, em lạnh đó, em run quá. Chứ không có gì anh. Máy lạnh á, tắm xong cái máy em lạnh. Em mê trong... trai thì em nói thẳng ra vậy đi. À, mắc gì tướng to vậy mà tự nhiên sợ bị lạnh. Mà người ta lạnh ta phải làm cách nào, lấy cái khăn ra trùm cho anh, cái mền quấn cho anh, không có tự nhiên nhìn anh cái ôi tắm nghĩa, xong làm giống đây. Em chắc không được. Cái kiểu nhìn anh mà lên tự nhiên có theo dữ vậy. Không thì rõ ràng sự thật là vậy mà. Đáp án của em số mấy? Số 1, trùng khớp. Câu số 5, khoảnh khắc nào của Quân Ly khi ở nhà mà Kiều Oanh thấy đáng yêu nhất? Chắc là cái khoảnh khắc mới tắm xong. mà dù là rất thích lúc tóc em rủ xuống sau khi tắm nào, xong nào, nhưng mà nào. Nhưng mà cái khoảnh khắc đấy thì đối với Oanh chưa phải đáng yêu nhất của em. Mà đáng yêu nhất thì có lẽ lúc em nhảy. Gì? Nhảy. À, coi em nhảy hả? Và,
mà không không phải là diễn ở trên sân khấu đâu, mà là tức là ở nhà rồi em nhảy. Nhảy sao? Tức là mở nhạc lên tự nhảy. Nhảy là chị. Dạ, không phải mở nhạc mà. Đứa này nó em... có cái biểu cảm giống nhau vậy. Em có một cái sở thích là em xem phim hoạt hình, đặc biệt là phim hoạt hình Nhật Bản. Phải nói là kiểu những cái bản nhạc ở trong những bộ phim anime của Nhật thì rất là hay. Mà kiểu em bản thân em cũng là một người chơi ban nhạc nữa, nên là kiểu em rất thích những cái bản nhạc đấy. Và lúc em xem hoạt hình thì em có nhạc là em sẽ đang coi đó, đang coi mà có nhạc lên là đứng lên nhảy. Vâng. Nhảy nhảy. Ủa, nhảy thôi, nhảy, nhảy đi. Ờ, nhảy. Chơi đàn. Nhưng mà chị hỏi này, những lúc đó thì anh có biểu hiện gì hay là nói gì hay là chạy ra nựng nựng thấy dễ thương quá không? Mà em biết là anh, lúc đó anh sẽ đứng như vậy. Đứng hình luôn hả? Bởi vì là lúc em nhảy là em không quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh đâu, đến lúc em vừa quay lại một cái đâu anh. Kiểu như chị bắt được quá tang này. Là biết là bản khoái đó không? Bắt được quá tang. Rồi, đáp án của anh là gì? Nghe nhạc, phim hoạt hình và nhảy nhót trung khớp. Quá hay. Nãy giờ là những cái câu nó liên quan tới những cái thói quen nho nhỏ hoặc là những cái kỷ niệm mà chỉ có hai người mới biết với nhau, mà phải là hai người ăn ý với nhau thì mới nhớ, ghi nhớ được hết tất cả những điều đó. Chúc mừng em đã hoàn thành hết 5 câu. Mời em về chỗ, quanh lên đây với anh. Dạ. Câu 6 nè. Ký hiệu đặc biệt không thể thiếu trong tin nhắn thân mật của cả hai là gì? Viết dài thế? Dữ vậy anh? Luôn hả? Trời ơi, viết dài dữ thì cưng. Vâng, em đang cố gắng vẽ ký hiệu nhưng mà thôi, viết là dễ hơn. Mời em trả lời đi. Dạ, tức là em với chú Quân là quen nhau 1 năm nhưng mà không có ngày nào mà không có chúc nhau buổi sáng hoặc là ngủ ngon, kể cả việc có ở cùng với nhau hay không. Thì sáng thức dậy vẫn sẽ chúc nhau một nhắn hoặc là sẽ nói buổi sáng vui vẻ em yêu, trái tim, môi hôn và hoàng dương. Thì nhắn tin là cũng sẽ có trái tim, môi hôn hoàng dương. Còn nếu như mà bây giờ không nhắn tin mà nói cái đó thì cũng làm nói sao? Cũng sẽ nói trái tim, môi hôn, hoàng dương. Trời đất ơi. Vậy? Nói vậy luôn hả? Dạ. Buổi sáng vui vẻ nhé em yêu, trái tim, môi hôn, hoàng dương. Dạ. Không đợi là em làm thử cho nó nghĩa đó. Ví dụ phải có trái tim thì làm sao, rồi môi hôn, rồi hôn, rồi quán dương, lấy cái bông tặng, ví dụ vậy. Chị nói đơn giản là nói thành lời luôn. Dạ, buổi sáng vui vẻ nha em yêu, trái tim, môi hôn, quán dương. Hai đứa này hoạt họa dễ sợ luôn trời. Sao hoạt hình vậy ta? Rồi, câu trả lời của Quân là gì? Hôn, trái tim, hướng dương, trùng khớp. Ê, thí dụ bạn hỏi tôi nhắn tin gì vậy? Các tường sẽ có cái ký hiệu gì với người yêu của mình khi nhắn tin nè? Cuối cùng kết thúc cái tin nhắn buổi tối là luôn luôn phải có cái hình là đắp mền. Là cái thằng bé đắp mền cho con bé. Mà bữa nào mà mệt hay say hay xỉn hay là cái gì đó tôi không cần biết bất cứ lý do gì mà quên đắp cái mền là coi như đêm đó tôi không ngủ đó. Trời tôi chờ tới sáng bắt đầu tôi chửi là gì không đắp cái mền mà tôi không ngủ được. Em cũng vậy đó chị. Tức vậy mà nói nhỏ hoạt hình mình cũng vậy. Trong tình yêu mình sẽ có những cái quy định chỉ có hai người với nhau, mặc dù người ngoài nghe cảm thấy rất là phi lý, đúng không? Tự nhiên không gửi cái hình đắp cái mền là ba thức trắng nguyên đêm. Bị lạ, tự hành xác mình chơi vậy đó. Tức á. Là phải gán tức cả đêm ngủ không được, chờ tới sáng sáng dậy bắt đầu mới làm cái mền thôi đó. Tại sao hôm qua không đắp mền? Trời ơi trời. Câu số 7, mời hai em xem đoạn phim. Phim. Trời ơi, ai vậy? Dạ, ở đây là một cái nhóm nhảy của Quân khi mà Quân còn hoạt động ở Hà Nội, là chuyên nhảy về những nhạc của Big Bang. Cũng là một. Hồi nãy trong cái clip đó có Quân không? Dạ có Quân. Trong đoạn phim này, Quân Ly đóng vai của ai trong nhóm Big Bang? Nhóm Big Bang nhiều thành viên mà. 5 thành viên. Khi mà muốn nhảy lại hình ảnh của cái nhóm đó thì chắc là mọi người sẽ phải tự phân vai cho nhau ha. Cái này là em đoán đại luôn. Tôi mạnh dạn đoán là làm mời em. Em nghĩ chắc là GD. Top. Thấy tay gãi đầu là biết rồi đó. Mời Quân. GD. G-Dragon. Đây, xem tiếp. Xem tiếp thì sẽ thấy. Đâu Quân đâu? Quân đó anh, có cái khăn ở giữa anh. Áo đỏ nó giữa đây nè. Ở giữa. Khăn quàng. Phải không? Nhảy đẹp ha. Quá khứ đó, quá đôi xa xôi. Quân, nhưng mà cái clip này lâu chưa em?
Dạ, clip đấy là vào năm 2015 ạ. À, cách đây cũng 6 năm đúng không? Dạ vâng. Thành ra là bây giờ nhìn em cũng khác hơn so với trước. Dạ, khác nhiều, ai rồi cũng khác mà anh. Vậy giờ em còn nhảy lại được giống vậy không? Nhảy đi anh. Đồ em có năng lực, anh nhảy mấy đoạn này cho em xem mà không, không. Vậy thì bây giờ mời em ra đây. Doraemon thì không à. Nhảy Doraemon được mà. Động tác thì vẫn giống nhưng mà cái hình thể của em bây giờ thì trông nó không còn hấp dẫn đấy được rồi. Cho đoạn nhạc. Bing bing bing. Trời mà ở nhà không chịu nhảy. Tức ghê. À, ở nhà nhảy cái kiểu quái gì đó không? Cái gì không mà. Ở nhà nhảy gì không? Rồi thôi mời em về chỗ. Quân ngày xưa là học trường múa đó phải không em? Dạ đúng rồi. Dạ, học trường múa mà em học múa dân gian hay là ba lê em? Dạ lúc em học trong trường em được học hết ạ, cả ba lê, cả dân gian, cả đương đại, cả truyền thống. À, được học hết luôn nhưng mà ra ngoài đi nhảy hiện đại. Dạ vâng. Vẫn không ai bỏ được hip hop mà anh. Tiếp nè, Quân Ly mê nhất ở Kiều Oanh đặc điểm nào? Mê nhất đặc điểm nào hả? Mê dạ nhất anh à? mê nhiều điểm á em quá. Trả lời sao giờ? Cái gì cũng mê. Ừ đấy. Không được gợi ý mê nhau nha. Trời. Rồi trả lời đi em. Nhiệt tình. Tận tâm chu đáo đi. Nhiệt. Dạ tận tâm chu đáo đi. Vui vẻ thì sao? Vui vẻ không, không em vui vẻ lắm. Hơi quạo lắm. Có cuồng nhiệt gì không? Cuồng nhiệt có không? Cuồng nhiệt cũng có. Thôi coi như cứ kể hết dọc vậy đó, trúng nào trúng. Dạ. Rồi mời Quân. Kể hết một vòng mà lại không chung cái em ghi trên này. Đáng yêu. Đơn giản thế thôi. Không, mà thực ra tất cả những cái đó gom lại mới thành cái đáng yêu đó chứ. Rồi, mình tiếp câu số 9 xem hình nè. Wow, man. Ở đây là một cái dòng status. Tôi sẽ luôn mang theo sự tử tế từ đầu vở kịch chứ không phải đợi đến lúc gần lúc hạ màn. Sau đó có cái nón. Đây, câu hỏi dành cho em. Ký hiệu cái nón có ý nghĩa là gì đối với Quân Ly? Em có nghe Quân nói một lần về cái vấn đề là cái nón này. Thì Quân có giải thích với em là các quý ông á, thường người ta sẽ có một cái nón khi người ta chào. Người ta sẽ chào chứ người ta sẽ không cúi đầu. Dạ. Tức là cầm cái nón dở ra để vậy thôi. Dạ, chứ không, không có cúi đầu vầy, đúng không? Phong, sao nhìn em ghê vậy? Mời Quân. Chào lịch sự trung khớp. Đó là một cái động tác chào. Dạ. Trước đây trong lịch sử ấy, đặc biệt là ở bên châu Âu ấy, thì là các quý ông là sẽ đội cái nón chóp. Và họ khi mà gặp nhau, kiểu gặp bất kể ai thì họ sẽ thay vì là cúi đầu chào như người phương Đông thì họ sẽ giơ cái mũ lên và đặt xuống. Và đây cũng là một cái biểu hiện mà nó thể hiện sự kính trọng và tôn trọng đối với cả người đối diện. Nhưng mà tại sao em lại để cái điều đó ra? Nhưng mà đâu phải ai cũng có thể biết được cái chuyện đó đâu. Dạ vâng, thì đúng là cũng không, em cũng biết là không phải ai biết điều đấy, nhưng mà thôi bản thân em biết là được mà. À, và ngay cả em với lại Oanh cũng vậy, tức là hai đứa em hay có những cái gọi là chỉ có hai đứa biết với nhau á, những cái ký hiệu riêng với nhau á. Thì cái điều này là do khi mà hai người đến với nhau rồi mà không muốn công khai, cho nên là mới phải đặt ra cho nhau những cái quy tắc đó. Hay là tính tình của mỗi người thích cái kiểu như thế từ trước tới giờ rồi? Dạ là do tính của em thích cái kiểu đấy từ trước tới giờ rồi. Tức là khi mà em đang status em sẽ có luôn một cái hoa hướng dương. Và khi em chúc cho Quân là em có chút cái trái tim hôn với là hoa hướng dương đó trước đó, thì Quân để ý. Quân để ý là Quân theo cái sở thích của em luôn. Là từ đó sẽ có những cái status mà sẽ có những cái hiệu riêng của Quân. Anh hồi đó cũng có một thời gian, anh có một người bạn cũng như vậy đó. Giữa anh và người đó cũng sẽ có những cái câu nói chuyện với nhau mà đôi khi không có biết thành dòng chữ, mà toàn là những cái ký hiệu không thôi, mà chỉ có hai người với nhau mới biết cái câu đó là cái gì. Nó cũng sẽ có những cái rất là thú vị, bởi vì chỉ có hai đứa với nhau cảm giác như là cả thế giới này chỉ có hai ta. Thì anh thấy ở hai em có cái điều đó, nó rất là dễ thương. Đúng là cái tình yêu của tuổi trẻ đó, nó sẽ có những cái điều mà nó ở những cái cặp đôi lớn tuổi khác thì sẽ không bao giờ có. Cảm ơn em. Bây giờ còn một câu số 10, câu cuối cùng. Cả hai coi hình nha. Wow. Nếu được tặng quà, Quân Ly sẽ chọn món quà nào trong ba món quà này? Số 1 là cây đàn, số 2 là đôi giày, số 3 là đồ chơi.
Ôi, câu này với anh thì khó đấy. tại vì những món quà này là những cái món này là những cái món mà gọi là tri kỷ của Quân luôn. Mà em đã từng tặng Quân cái gì trong những thứ này? Tặng hết rồi đúng không? Em chưa từng tặng Quân. Trong ba thứ gì này nó chỉ có Quân tặng cho em mô hình. Ủa, yêu nhau năm rồi sao không tặng cho người ta trơn trọi vậy? Bởi vì anh là món quà lớn nhất rồi. Định dễ sợ luôn á. Lễ tình nhân không tặng gì luôn thì cứ cho đi, bởi vì dạ, cũng có khó em mà tặng mấy cái công nghệ chẳng hạn như điện thoại hay là AirPods hay là này kia, chứ em không có tặng mấy cái này. Rồi, Quân có nhiều lắm rồi. Giờ em chọn số mấy? Em sẽ quyết định chọn theo số 3. Số 3 là đồ chơi. Mời Quân. Đồ chơi trung có. Ủa, cái mà này là chỉ chờ thần gia cảm cảm chơi thôi. Nhỏ vậy đó Quân, chưa chút bế vậy đó hả? Thì mà đặc biệt là em cũng thích nữa. Em cũng thích sưu tầm đồ chơi mà Quân cũng thích sưu tầm đồ chơi. Mà mấy món đồ chơi đó là mình chơi như thế nào em? Nó là những nhân vật rất là là những cái bức tượng mô hình nhân vật và cứ để trưng bày để trong tủ. Làm rất là tinh xảo, rất là đẹp ha, là mình để trưng bày thôi. Mời em về chỗ. Dạ. Sao ba bình luận thấy cặp này thế nào? Bất ngờ quá, mới quen nhau có 1 năm mà hiểu nhau quá trời hiểu nhau. Hiểu nhiều luôn. Lắm luôn á. Tụi mình nghĩ lại nè, cái thời gian dài hay ngắn nó không quan trọng. Quan trọng là trong cái thời gian mà gặp nhau có chia sẻ với nhau nhiều không? Hay thì đó là sự tinh tế trong tình yêu. Giống như ông ngồi trọt trọt ông phán vô mấy câu toàn là nịnh bạn gái không à. Bạn ấy là một cái bạn có cái sự quan sát và rất là sâu sắc, bạn Quân á. Đó, còn trong khi Quân á thì là nhí nhảnh, hồn nhiên, dễ thương, thì cứ ngày tung tăng. Mình hình dung một cái anh chàng không có nói nhiều nhưng mà cô kia ríu ra ríu rít suốt rồi, đâu có buồn đâu. Ảnh không nói nhưng mà ảnh có tương tác, chứ không phải không nói mà mặt vô cảm. Tại khi mà mặt vô cảm thì đối tượng sẽ mất hứng, không còn gì để nói. Còn lần này không nói nhưng mà bơm cho người ta nói. Cái đó là tạo nguồn cảm hứng. Tôi thích như vậy tại tôi cũng nói nhiều. Tôi cũng thích một cái người đàn ông mà phải lắng nghe tôi nói. Đó là cái nghệ thuật trong giao tiếp. Cho nên là đôi khi ảnh không nói bằng miệng nhưng anh nói bằng hình thể tăng. Hoặc anh nói bằng đôi mắt, thì đó cũng là một cách giao tiếp. Và vì các bạn ấy tương tác với nhau nhiều, giao tiếp với nhau nhiều và dành thời gian cho nhau nhiều, cho nên các bạn ấy hiểu nhau. Mặc dù tính ra cái thời gian mà theo đồng hồ nó mới có 1 năm, nhưng mà thấy rõ ràng đúng là như là quen nhau đã lâu rồi đó. Tôi cũng ráng chờ coi à. Lại đe dọa mấy em nữa. Dễ thương. Nhà này đâu có buồn. Cái cặp này đập nhau đâu bao giờ vui buồn đâu. Nhưng mà theo chị á, thì tụi em 1 năm sẽ có lợi thế hơn. Có nhiều người có thâm niên 8 năm, 10 năm. Là bởi vì trong 1 năm cái sự kiện nó sẽ ít hơn 8 năm, 10 năm. Cho nên chị hy vọng là bắt đầu từ cái lợi thế này, tụi em hãy tham gia nhiều hoạt động cùng nhau hơn. Như chương trình này chẳng hạn, để làm chi? Để mình khắc lại những điều này. Để mai này 8 năm, 10 năm mình cũng vẫn không quên những cái điều này. Nhưng mà không phải vì lợi thế đó mà chị nhận ra tụi em ăn ý nhau. Mà chính cái câu cuối cùng á, thực sự là những câu đầu nó rất dễ là vì sinh hoạt chung với nhau mà. Nhưng mà cái câu cuối á, cái sự băn khoăn của anh thôi em chọn đại á, nhưng mà nó nói lên một cái tần số có cái thần giao cách cảm để mà chọn là cái đồ chơi là cái món quà mà được Quân ghi ở trên cái bảng. Chứ còn 3 món kia thì Quân đều thích hết. Dạ, em có hình cảm ơn ạ. Mai Hoàng. Dạ, đây là một cái cặp đôi mang màu sắc và hình tượng tượng trưng cho giới trẻ ngày nay. Họ tràn đầy năng lượng, yêu nhau bằng những ký hiệu rất là tân thời để có thể trao cho nhau những cái năng lượng tích cực nhất. Nhưng mà em lại cảm nhận chính vì nỗi buồn họ mới đến với nhau. Em biết oanh vì giọng hát của cô ấy, vì được tâm sự trò chuyện với cô ấy, vì được giới thiệu bài hát với cô ấy. Và cô ấy nói rằng là cái tâm trạng của em y chang cái bài hát của anh. Nên mà em mới hiểu rằng là trước khi biết được Quân á, là Oanh là một cô gái sống rất là nội tâm. Thường xuyên cô ấy dằn vặt về những quá khứ. Những chuyện buồn đó thì hoàn toàn tôn trọng, hoàn không có hỏi sâu vào chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng là chính vì nỗi buồn đó cô ấy cần một bờ vai. Và may quá Quân đã xuất hiện. Và rõ ràng Quân là một anh chàng rất quân tử. Chính vì sự quân tử đó nên Oanh hoàn toàn tin tưởng ở Quân. Nếu như ngay từ cái đêm hẹn hò đầu tiên, khi mà cô ấy kêu Huệ ơi vào người của Quân, mà Quân vượt ra khỏi cái ranh giới giới hạn, nhưng mà Quân rất là quân tử và khiến cho anh cảm thấy tin tưởng. Và rõ ràng Quân cũng có nỗi buồn của riêng mình. Đó là lý do vì sao Quân hay im lặng ở nhà. Một anh chàng phải xa gia đình của mình, một mình một thân ở đây nam tiến để lập nghiệp. Anh ấy có nhiều áp lực. Bên cạnh đó một người phụ nữ xinh đẹp đang ở bên cạnh mình nữa. Làm sao để cho cô ấy vững tin hơn trong tương lai? Ngoài cái nét nhí nhảnh hồn nhiên đó, sẽ là một chàng trai để có thể vững chắc hơn trong tương lai đó. Đúng không Quân?
Nói đúng không? Cái này vì nha, anh Hoàng nói đúng này, cho nên là cho bạn điểm cao hơn bạn mong đợi. Mình đi trước. 9 điểm. 9 điểm. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hồi nãy tụi em tự cho mình là nhiêu điểm nè? Dạ 8 điểm. 8 điểm. Bây giờ em muốn có thay đổi con số đó không? Có thể nâng lên giữ nguyên hoặc là hạ xuống. Tôi em cảm nhận. Nâng lên đi cho tình cảm sâu sắc. Đó, tự tin lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai mang tên đo độ sẻ chia. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với một thử thách dành cho cái gia đình này. Đầu tiên chúng ta có đây tất cả là 5 cái dòng với nhiều cái size khác nhau. Hai người sẽ phải hai tay nắm lấy nhau, gần như là không được sử dụng cái tay của mình. Bằng cách nào đó các bạn có thể lòn qua được cái dòng này. Sau đó hai em sẽ chạy thật nhanh đến cái dòng đang ở đây, và người bạn trai sẽ ôm bạn gái trên tay của mình, làm sao chui qua được cái dòng này mà để bạn gái chân không chạm đất. Quá đơn giản. Tiếp theo, cô gái đứng đây và chàng trai đứng bên kia, hoặc là ngược lại cũng được. Cô gái sẽ dùng cái vòng mà các bạn đã lòn qua được ở cái xuất phát điểm đó, và bỏ vô thân mình, lắc 5 lần, lắc cái vòng 5 lần. Sau khi lắc xong, lấy cái vòng ra, chọi vô trong mặt. À không hả? Bảo thảy, giống như mình chơi thảy dòng dịch. Thảy dòng dịch. Và chàng trai em là cái cọc không rồi quanh. Đúng vậy, cái vòng không, à? Em là con dịch. Em là con vịt. Ok, em là con vịt. Thấy cái vòng qua, em sẽ hứng. À. Tức là không được dùng tay chụp mà phải đưa cái cổ ra hứng. Đó. Con đúng, con đúng vậy, hứng theo kiểu con vịt không anh? Đúng, em phải làm như kiểu con vịt. À, phải làm như con vịt luôn. Ừ. Nếu okay. Như mà em khéo léo, em hứng cái vòng gọn gàng vô người là mình vượt qua được một cái. Sau đó mình okay. Trở về vị trí đó, mình làm chừng nào được 5 cái vòng này thì thôi. Rồi chưa? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hay quá. Đây, đỡ phải đi tập gym. Thấy đơn giản, dễ dàng, vòng lớn nha. Rồi, anh sẽ lòn qua hai người, và hai người bằng cách nào đó không dùng tay có thể chui lọt qua cái vòng này nha. Trời ơi, nó dướng quá, nó dướng quá, dướng quá trời dướng. Rồi, qua cái một. Dạ, dạ. Lên đây. Bự mà. Cặp nách người yêu. Nè, ôi, gọn bưng, gọn bưng. Mày thế, biết gì ở đầu ra nữa. Lắc lắc lắc, lắc đi em. Lắc vòng 5 cái. Ồ sao bé không lắc. Quang quang. Lắc lắc. Mới có 4 cái em ơi. Thêm cái nữa, thêm cái nữa. Ồ lên. Rồi ok ok ok. Rồi ném này, chắc hồi nhỏ không chơi lắc vòng nè. Ồ. Đúng, hay quá. Giỏi giỏi giỏi. Tiếp. Bây giờ anh sẽ trồng vô cho em đây. Rồi đó. Hay quá. Quá đơn giản. Hai bạn này chắc lương lẹo dữ lắm. Mình nói thông điệp trò chơi vậy đó. Mê cái mũi. Ôi ôi. Đúng số nhất chưa là cái mũi nhỏ kìa. Xém dưới cái mũi rồi. Lắc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Em tưởng là biết lắc dầu. Trời sinh ra. Chị Tường ra lắc thử cho em nó coi. Cần đi gì Tường. Các Tường tôi làm cũng được vậy. Hay quá. Ném chính xác quá. Lần thứ 3. Tôi phải làm sao cho khó hơn mới được. Vẫn không dạ khó ơi. Vẫn không khó, tức thiệt. Quân này sướng quá. Lắc vòng. Được khung vợ 3 lần, 5 lần. Còn cái bà không biết lắc vòng. 2 cái, 3 cái. Dán mã ghê luôn. Rồi được rồi, rồi. 5 cái, rồi. Thấy dòng dịch. Ném vô dịch bầu. Vô luôn. Khó dần đây, khó dần đây. Quân về đây. Wow. Vui dòng quá. Dòng bắt đầu nhỏ dần nha. Quá. Vẫn qua được. Hay quá. Quanh nhỏ con lợi thế quá. Hay, hay. Ẩm chạy. Ẩm gọn lắm. Giờ sao lắc nè. Một cái, hai, ba cái, bốn cái. Chị ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Trời, năm trời cái. Con bé nó không chơi lắc vòng hết ta. Ném cho trúng nha. Hai, ba. Ô, hay quá. Sỏ tán như cái sóng mũi nè, ghê luôn vậy. Cái này nhỏ nhất nè. Cái đây, này khó nè. Cái vòng này nhỏ nhất. Làm sao đây? Sát vào, sát vào. Có nhân đức vào. Sát vào. Ừ. Ôi dồi 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 ôi dồ
vòng ba. Không được dùng tay. Không được dùng tay, không được dùng tay như anh nha. Đó, đó. Hay đó. Hay luôn. Đây, lắc vòng đi em. Lắc ở dùm cổ nè. Nó là để tuột vòng chứ nó không có lắc vòng vậy. 4 5 Rồi, phải nhắm cho trúng nè. Nhiều quá. 2, 3 quá xuất sắc. Giỏi, quá giỏi. Các Tường, mời các Tường lên đây. Đấy, mày em với chị nè. Hồi nhỏ không có tuổi. Ủa, mà nãy mày nghĩa đó, nghĩa lắc mừ. Em cái Tường cái đi nghĩa. Lắc cho em nó sợ coi. 2 Từ từ. Không nó nhỏ. Nhỏ nó nhẹ, nhỏ nó nhẹ. Không nó bị nhẹ. Em thấy chế độ rung luôn. Vừa rồi là phần thử thách đo độ sẻ chia. Và mình thấy họ vượt qua cái thử thách này. Nó không có gì là khó khăn. Nó rất là nhịp nhàng luôn. Mà mình thấy rõ ràng là nói thôi nha. Nhưng mà em là hên đó, may mắn á nha cưng. Tại vì mình có được một cái bờ vai rất là vững chãi. Mai mốt em yên tâm, nếu mà em có đi đẻ đi đồ gì đó là chồng em sẽ bưng là chạy. Bưng ẩm chạy rất là thoải mái. Thời buổi giờ mình có xe taxi này kia mà ta. Không em nhiều khi bỏ taxi đi mà bưng chạy cho mệt. Không nhiều khi gấp rút, cuộc đời đâu có nói trước được. Đúng rồi. Hột dịch còn lộn. Thí dụ nhỏ có huệ đi thì chồng nhỏ còn ẩm nổi, như tôi huệ là tôi nằm dưới đường luôn, ai cho ẩm tôi nổi đâu. Thấy mấy cái cảnh mà huệ mà ba bốn mà bảo vệ mà bưng dục cái xe em nó xấu lắm. Nhưng mà bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra với em như quanh, chàng trai này cũng bảo vệ em. Biết em thì biết lâu rồi không, nhưng mà bạn trai em bữa nay mới biết, nhưng mà thấy rõ ràng trời sinh một cặp rất đúng, là tuyệt vời luôn, rất là vui. Mà cái nhà này không, họ không có buồn đâu, mà những người xung quanh cặp này giống như cặp này quạt quạ cho tụi mình cười vậy đó. Vui. Trai anh hùng gái thuyền nguyên là đây nè anh. Trai tài gái sắc quá hợp với nhau. Mà hai bạn rất là hiện đại. Em tưởng tượng đến cụm từ là thả thính á, giới trẻ giờ này hay gọi vậy đó. Trời ơi cô này thả cái anh này dính, thả đớp thính, đớp thính. Thính. Bên này thả thính, bên này đớp thính. Thả cái nào dính cái đó. Yêu ảnh là em không có nằm trong dự tính, do em tự dính mà. Ôi dễ thương quá. Thính vừa mới thả xong. Dạ. Yeah. Rắc khắp phim trường. Để tôi coi. Chị Trang thấy thế nào? Chị nghĩ cái trò chơi này sao mà nó dễ quá với cặp đôi này, đúng không? Tuổi thì trẻ, năng lượng thì dồi dào, mà lại đang hút nhau như thế thì lại tạo điều kiện đưa cho cái vòng nhỏ nữa. Biết vậy em đưa cái vòng tay rồi. Để coi làm cách nào mà chú quá. Nhưng mà thực sự là nếu mà trên màn hình khán giả xem mà lấy cận lại là cái gương mặt của con bé Oanh khi mà được ẩm rồi. Quần bế lên cái mặt ngửa ra vậy liền. Không biết là tương tác hay là đang tận hưởng đâu biết. Nhưng mà đây là cực kỳ phối hợp luôn á. Túc đó là một cái sự tin tưởng của Oanh khi dành cho Quân. Tại vì á, mọi người biết phụ nữ mà nếu để gọi là cái cảm giác thứ nhất là nhắm mắt lại, cảm thấy nó rất là cô đơn bất an, bơ vơ liền. Và thứ hai là ngửa ra như vậy, nó sẽ rất là trong chanh, nó rất là ấy. Mà khi mà em tự nhiên mà chỉ cần vào vòng tay của Quân là em vừa nhắm mắt là không thấy gì rồi. Mà còn ngửa ra như vậy, nó là chứng tỏ một, đương nhiên là em làm như vậy để em có thể lòn qua cái chướng ngại vật. Nhưng đó là một cái sự tin tưởng tuyệt đối. Đúng. Còn nếu em không tin tưởng tuyệt đối thì em cũng sẽ đâu cần nhắm mắt đâu em. Ngửa ra rồi coi nó qua cái vòng chưa chứ. Đúng không? Còn cái này là em vừa nhắm mắt và ngửa ra. Còn với cỡ người như Cát Tường thì cứ ngửa ra đó, nhưng mà không nhắm mắt, mà không những vậy còn liếc nữa. Liếc coi có liền mình xuống bất tử. Một sự tin tưởng tuyệt đối đó. Và cái cận cảnh thứ hai mọi người nên bắt cận là cái phản xạ tự nhiên của người ta. Khi người ta ném cái gì về phía mình là mình phải né, mà mình chớp mắt. Còn cái ông nhà em á Oanh là ông căng mặt ra và ông đưa đầu vô ông hứng cho bằng được. Tại vì chị thấy á, em lắc vòng thì dở mà em ném nó không hay lắm luôn. Nhưng mà nhờ partner của em, người bạn đối tác của em á, luôn luôn chờ đón ở phía đằng trước. Nên chị nghĩ một cái trò chơi rất là nhỏ thôi, nhưng mà chị nhận ra cái sự kết nối của tụi em qua cái game vừa rồi rất nhiều. Vậy dễ thương quá trời, dễ cho nhiêu điểm vậy ban bình luận. Vậy đi. Lên, đúng, lên. Nhãn. Mình phải có nhẽ lên một cái. Còn em thì sao? Em tự đánh giá mức độ ăn ý của mình qua cái vòng thi này là bao nhiêu? Lên đi! Đó.
Như vậy là mình thấy rằng qua mỗi vòng thi thì họ có đánh giá về cái mức độ ăn ý của mình càng lúc nó càng nhiều hơn. Nhưng mà cái quan trọng là cái vòng cuối cùng này nè. Đó, vòng cuối cùng của chúng ta có tên là Cùng Lên Tiếng. Ủa, anh soạn đồ đi đâu vậy? Anh đi về quê. Về quê? Ủa, ở ngoài quê có chuyện gì hả anh? Không phải, anh về quê luôn. Tại vì anh thấy... thôi, anh không ở đây dựa dẫm em được nữa đâu. Ủa, cái gì vậy? Cái gì tự nhiên đang bình yên cái đi về quê luôn là sao? Rồi anh nói cái gì dựa dẫm là sao? Em cũng thấy rồi đó. Anh vô đây lập nghiệp được cái năm trời mà có làm được gì đâu. Mọi chuyện là do em bảo bọc che chở hết anh thấy. Trời ơi anh ơi, từ từ. Em là người năn nỉ anh đi vô đây nha. Đi vô Nam Tiến ở trong này thì mọi chuyện từ từ cứ để em lo. Anh cứ nghĩ đi. Đúng là bây giờ anh có thể là chưa có show nhiều. Bởi vì mình chưa có hình ảnh. Mình chưa có nhiều show thì mình ít lên hình, người ta chưa thấy mình thôi. Rồi từ từ người ta sẽ biết tới anh. Thôi em để cho anh về quê đi. Anh biết là em thương anh, nhưng mà em đừng có chạy tới chạy lui rồi nhờ giả người này nhờ giả người kia kêu xấu anh nữa, vậy không có được đâu. Không phải là nhờ giả người này nhờ giả người kia. Ví dụ như người ta cũng đã kêu rồi, người ta kêu em thì sẵn người ta kêu luôn anh, thì một hai tiếng nói của em với lại mấy anh chị bầu xô hồi nào giờ cũng tình nghĩa anh chị em, người ta kêu luôn anh mà. Thôi với lại anh nghe em nói đi, anh là một người có năng lực, có tài năng, nhưng mà chẳng qua là mình chưa có nhiều cơ hội thôi. Từ từ mình có cơ hội rồi mình tỏa sáng. À, em chào chị Tường. Đây nè, chị bầu show đó anh. Chị tới đây á là chị chốt lại show với em cho đàng hoàng. Dạ, đó. Cái gì em đã nói với chị là nhận lời chị là phải nhận lời của chị đi quảng cáo hết trơn rồi nha. Không có nói túi nói lui được đâu. Dạ, tụi em hai đứa là nhận lời show của chị rồi, tụi chị cứ yên tâm, ngày đó là tụi em có mặt. Thì chị khổ lắm luôn á Trâm. Em á cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, chị là chị quý em lắm á, chứ thật sự á lúc nào em cũng ép tụi chị hết trơn á, cứ mời show em là phải mời luôn bạn trai của em. Chị em ơi, làm vậy là em cũng làm khó cho chị á. Chị thôi anh, chị nói vậy rồi thôi, để anh về quê đi anh. Thôi em được, cứ vậy được không? Bạn trai em cũng có tài mà chị, cho anh cơ hội. Trời đi. Trời ơi, có tài gì em ơi, tài phải gì đó đặc sắc mới được. Tài giống như là bạn trai của em á thì ở quê thiếu gì trời. Thôi em về quê nha, cái gì anh gọi em sau chị nha. Anh ơi trời ơi, chị cái gì tôi không biết đâu đó, chuẩn bị đó, show tôi đã treo banner quảng cáo hết trơn rồi đó. Trời ơi chị. Cái câu chuyện này em thấy thế nào Oanh? Tự nhiên em coi cái em muốn khóc luôn rồi. Ừ, rơm rớm nước mắt luôn á. Sợ thật ra là em thiệt luôn. Nó cũng giấu tình cảnh của hai đứa em nhưng mà không đến mức đấy. Cũng là em là cái người mà kiểu năn nỉ Quân vào đây, cũng là một phần gần với em, một phần là Quân rất là một người rất là có tài, rất là phù hợp với môi trường trong thành phố Hồ Chí Minh, nên là Quân không vào đây sẽ rất là phí. Và Quân vào đây thì rõ ràng không có gia đình, không có bạn bè, chỉ có em thôi. Và em là người đứng ở phía sau động viên an ủi Quân. Nhiều khi mình cảm thấy mình muốn lùi phía sau hậu trường để cho Quân phát triển luôn á. Nhiều khi em suy nghĩ vậy luôn á. Nhưng mà thôi, nghề chọn mình thì mình cố gắng mình phát triển và cùng đồng hành với nhau. Tự nhiên em thấy cái cảnh nếu mà một năm sau mà Quân dọn qua ly đi vậy chắc là em cũng không chịu nổi đâu. Và Quân, cái tâm trạng của em như thế nào khi mà em vào đây, mọi cái nó đều bỡ ngỡ với em hết. Và nó sẽ có những cái điều mà như là trong cái câu chuyện vừa rồi mình xem, nó sẽ làm cho em cảm thấy bị chạnh lòng, thậm chí là bị tự ái nữa. Dạ, đúng rồi, em cũng nhiều lúc em cũng cảm thấy kiểu khá là tủi thân ấy. Và đặc biệt là môi trường ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói là rất rất khác với ngoài Hà Nội. Chính Oanh là người luôn chủ động hỏi em là anh có muốn về Hà Nội không. Đấy, kiểu em hay im lặng ấy, nên là Oanh nghĩ là kiểu có thể là bởi vì em buồn, xong rồi em không dám nói bởi vì sợ Oanh lại lo lắng suy nghĩ. Thế nhưng mà thực sự với bản thân em thì cái chuyện em vào đây là quyết định của em. Bản thân em từ trước đến giờ khi mà em đã quyết định một cái việc gì đấy là em sẽ làm cho đến cùng. Em may mắn hơn rất nhiều người có cùng cái quyết định với em ở một chỗ là em vào đây em có Oanh. Oanh cũng là một người rất cống hiến cho công việc của mình và cũng đạt được một số cái thành tựu nhất định. Không phải là để em nương vào Oanh. Em có thể học hỏi từ Oanh, em có thể lấy Oanh làm cái động lực cho em để em cố gắng, bởi vì bản thân Oanh cũng là một người phải rời xa quê hương của mình để lên thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, để làm việc. Đấy, bởi vì quê của Oanh là ở dưới Đồng Tháp và phải nói rằng là em cũng đã từng có cơ hội được về quê Oanh chơi, và em phải nói rằng là cái cuộc sống ở dưới đấy rất rất là khó khăn.
cho đến tận bây giờ vẫn cực kỳ khó khăn. Và thực sự là Oanh, em phải nói là ngoài việc là đúng là một nơi để em có thể tựa vào, nhưng mà cái to lớn hơn là Oanh là một kiểu gọi là một cái tấm gương ở ngay bên cạnh để mà em có thể học hỏi. À, ít khi nào anh thấy người đàn ông mà có thể xem cái người phụ nữ kế bên mình là tấm gương để mình học hỏi. Bởi vì đàn ông sẽ có cái sĩ diện, cái tự ái của riêng họ, mà em thì lại nói được cái điều mà không phải người đàn ông nào cũng nói. Nhưng mà có khi nào trong em á, nó có một chút tự ái, giống như câu chuyện vừa rồi mình thấy là cái người đàn ông đó cảm thấy hơi bị mặc cảm và tự ti với cái người vợ, với cái người phụ nữ bên cạnh của mình? Có một chút. Là bởi vì là thực ra bản thân em khi mà em ở ngoài Hà Nội thì cũng có thể nói là em cũng như Oanh ở trong này. Là em cũng có những mối quan hệ của em cũng có kiểu công việc của em, và kiểu em cũng gọi là thoải mái với cái cuộc sống của mình, chứ cũng không đến nỗi là phải quá lo lắng về một vấn đề gì cả. Thì khi mà em vào đây thì nó đồng nghĩa với cái việc là tất cả những cái đấy em đã để lại Hà Nội. Em vào đây là hoàn toàn là một con số 0, một trang giấy trắng. Thì em cũng có một chút cái tự ái ở đây là tại sao em không thể kiểu làm được nhiều hơn cho Oanh. Vấn đề cao nhất đối với em là em phải bảo vệ được người mình yêu. Tức là em không cần biết có chuyện gì xảy ra, em sẽ làm tất cả mọi cách để bảo vệ được người mình yêu. Khi mà em đi diễn cùng Oanh, rồi khi mà Oanh giới thiệu cho em chỗ nọ chỗ kia để đi biểu diễn các thứ, thì cái thời điểm đấy em chưa quen đấy, em bị nghĩ là kiểu liệu mình có còn đủ khả năng để mà làm những cái thứ mà mình nghĩ ở trong đầu hay không. Ít nhất là để Oanh có thể tin tưởng thôi đã, chứ đừng nói cái chuyện là kiểu mình có thể bảo vệ Oanh trước bất kỳ vấn đề gì. Nên em cũng đã từng có một chút tự ái. Đã nhưng từng, mà... thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hoàn toàn không. Bọn em có một cái thói quen là trước khi đi ngủ thì bọn em sẽ tâm sự với nhau bằng cách nào đấy, khó nói đến mấy. Ok, có thể trong ngày thì em không nói gì nhiều, nhưng mà chắc chắn là kiểu đến cuối ngày thì em phải nói ra cho Oanh để Oanh có thể hiểu được em. Khi mà em nói ra được là em cho Oanh cơ hội để Oanh giúp em. Em nhận ra một điều là em có thể bảo vệ Oanh hay không, hay Oanh có thể tin tưởng em hay không, là khi mà bản thân em cũng có thể tin tưởng vào Oanh, và bản thân em cũng có thể đứng dưới cái sự bảo vệ của Oanh. À, còn với Oanh thì sao em? Thật ra là khi mà Quân vào thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả những cái show cũng như các sự kiện Quân tham gia đều là những cái sự kiện của em. Nhưng mà cái điều may mắn mà em cảm thấy rất là tự hào đó là em không cần phải giới thiệu Quân gì cho tất cả các anh chị, mà các anh chị tự hỏi em là chàng trai đi bên cạnh em là ai, và họ tự động xin contact để sau này liên lạc với Quân. Chứ em cũng không cần phải quá nhiều để mà anh ơi mời Quân đi, hay là mời em thì sẽ mời Quân. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp chẳng hạn như mời em đi diễn, nhưng họ đang cần một ca sĩ và một rapper, thì rõ ràng đó là một sự kết hợp, nên họ cảm thấy không có gì để phiền hết. À, do cuộc sống của em từ nhỏ là em đã đỡ đần gia đình em rồi, nên là cái việc mà em nghĩ là cái việc ban ơn hay như thế này em không bao giờ nghĩ tới, mà em chỉ nghĩ là sau này mà Quân phát triển tốt lên, hai đứa cùng tốt lên, thì Quân sẽ là người lo lại cho em. À, giống như giờ mình đầu tư phải không? Dạ, đầu tư, đầu tư cho gà của mình đó, để sau này gà lo lại cho mình. Nhưng mà trong quá trình làm thì Quân cũng có những cái bất đồng quan điểm với em, tức là Quân nghĩ là Quân hơi phiền em hay như thế nào đó, thì em bị buồn phiền nhiều về vấn đề đấy. Vậy em làm như thế nào để mình giải tỏa những cái gút mắt đó? Em cho Quân thấy được giá trị của Quân khi mà Quân đi cùng với em. Rõ ràng là khi Quân đi cùng của em, các anh chị cũng có thể tưởng tượng được là nhiều khi cái hào quang của Quân còn lớn hơn cả em nữa. Những cái show diễn của em mà mọi người còn chú ý Quân cả nhiều hơn em nữa. Em nói thật, không phải là em tự ti, mà ngoài giọng hát của em ra thì cũng có thể nói là các anh chị không có ấn tượng gì lắm nếu không trò chuyện với em. Còn Quân là ngay từ đầu khi mà họ nhìn Quân là họ đã có ấn tượng rồi. Nên là em cảm thấy em đầu tư gà rất là hợp lý. Ba bình luận có ý kiến thế nào? Chị khẳng định là cái tiết mục lúc nãy rõ ràng là chị nghe em hát nhiều rồi, chị cũng thấy bình thường thiệt. Nhưng mà khi mà bạn trai em cất tiếng lên thì chị hết hồn. Và vì cái phong cách bạn ấy biểu diễn rồi được cái nét mặt lại điển trai, rồi nó hơi tây tây nữa, nó sẽ làm cho người ta cảm thấy là tò mò, ấn tượng và hấp dẫn. Điều đó em nói đúng. Và rõ ràng là em chẳng có gì mà phải ngần ngại, hay là cả Quân cũng chẳng có gì phải ngần ngại. Tại vì cái chuyện mà một người nghệ sĩ nâng đỡ, giúp đỡ, hoặc là kéo show hoặc móc show cho một cái người bạn diễn hoặc là đồng nghiệp của mình là cái chuyện hết sức bình thường. Và trong showbiz này không thiếu những trường hợp như vậy. Điều đó hoàn toàn hợp lý, không có gì là xấu hết. Trừ khi mình gán ghép, mình bắt người ta mời một cái người mà cái người đó không có năng lực. Còn rõ ràng là bạn trai của em rất có năng lực. Dạ, cảm ơn. Đương nhiên là cái khả năng thích nghi của Quân sẽ rất là tốt thôi, tôi nghĩ như vậy. Bởi vì với một người nghệ sĩ rất là đa năng và đầy tiềm năng giống như là Quân Ly đây, bạn hoàn toàn có thể làm người mẫu, làm vũ công, làm ca sĩ, làm rapper, làm nhạc sĩ luôn. Bạn có quá nhiều cái lợi thế đó.
Nếu như cái ngày mà Kiều Anh đi diễn gặp bầu show, cái người đi bên cạnh cô ấy là tôi đi, thì chắc chắn không ai hỏi anh nào đi bên cạnh em để anh móc show, không có đâu. Tại sao người ta gọi và hỏi Quân Ly là ai vậy? Và tò mò muốn được tạo cơ hội dành cho bạn, bởi vì bạn có ngoại hình rất là sáng. Quân ơi, bạn có lợi thế, Kiều Anh có lợi thế, hai bạn tại sao không kết hợp cùng với nhau bởi những tác phẩm âm nhạc? Cái đó là về vấn đề chuyên môn. Em còn một vấn đề nữa muốn chia sẻ với mọi người, đó là hai chữ sống thử. Đa số mọi người và các bậc phụ huynh khi nhìn vô giới trẻ bây giờ sống thử, nghĩ đến toàn những cái kịch bản tiêu cực không mà. Nhưng đây, đây là một cái tấm gương của việc sống thử để hiểu nhau, yêu nhau và tốt với nhau nhiều hơn nữa. Cùng nhau phấn đấu. Dạ, chính xác. Cái tình cảm này của hai bạn được gia đình hai bên biết chưa ạ? Được, biết rồi. Gia đình ủng hộ ạ. Ủng hộ đó, may mắn quá. Đã về dưới quê Đồng Tháp rồi đó. Thì rõ ràng là hai bạn đã tạo được niềm tin cho gia đình. Trời ơi, an cư thì lạc nghiệp đi nào. Chờ đợi gì nữa. Nếu một người đàn ông tự ti khi nghe anh Nghĩa hỏi là họ mắt họ sẽ nhìn xuống. Người phụ nữ tự tin thì họ sẽ ngước mặt lên. Nhưng mà hai đứa em là cái trạng thái cảm xúc nó rất là ôn hòa. Và có một câu mà anh nói chị thấy quý lắm, là em phải tạo điều kiện để ảnh khẳng định giá trị của ảnh. Chứ không phải là qua cái câu chuyện này để em khẳng định giá trị của em, mặc dù hai đứa em chưa có hôn nhân chính thức. Cái thứ hai nữa anh nói là nào giờ từ nhỏ lên em lo cho gia đình em quen rồi, nên giờ em lo cho ảnh em cũng thấy bình thường. Quân phải thấy vui vì điều này, vì có nghĩa là Quân đã coi em là gia đình. Thì đúng, chị hiểu là tại sao em nói là em có món quà quý nhất trên đời là Quân. Thôi cứ vậy làm tới đi. Chúc mừng tụi em. Còn bây giờ thì hai bên sẽ hội ý với nhau và cho biết cái điểm số mà hai bên đánh giá về cái độ ăn ý như thế nào. Nếu như hai bên đồng điểm với nhau, các em sẽ có được một số tiền thưởng là 10 triệu đồng cùng với một cặp điện thoại. Còn nếu hai bên không trùng điểm thì em sẽ nhận được 5 triệu đồng cùng với một bộ sản phẩm gia dụng. Bên đây ban bình luận xong rồi, sẵn sàng. Sẵn sàng. 1 2 3 giơ lên. Công nhận là nhạy bén và kết nối được. Vậy thì mời hai em ra đây cùng với anh nào. Và đây xin được gửi đến các em phần quà của chương trình 10 triệu đồng cùng với một cặp điện thoại. Wow. Mời bạn bình luận nha. Vào lúc 20:30 thứ ba tuần sau, quý vị khán giả mở TV lên sẽ gặp lại chúng tôi với những cái cặp đôi khác, với những câu chuyện khác muốn chia sẻ cùng với quý vị. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện. Và xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Smoothie dưỡng ẩm Minh Hồng thế hệ mới. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Nhảy đi Quân. Quân. Nhảy kỳ vậy. Nhảy vậy đó anh. Lúc mà lần đầu tiên mà gặp Tân, em có ấn tượng gì với Tân? Mềm lắm. Để người ta nói. tự lấp liếm luôn, tự nói người ta mê dạ, mình lúc hả? Lúc mà em gặp anh Tân thì em không có thích ảnh. Không. Rất là ghét luôn á. Tại sao vậy? Tại vì biết câu là ghét của nào, trời cho của đó. Vô là mê em rồi, vô nên ghét em. Ủa nó nghe nè, em tự tin ở mình cái điều gì mà nó giờ em lặp đi lặp lại mấy lần luôn là người ta mê em trước không vậy? Thôi đừng có nói tới đây, đừng có nói nữa mà. Em là người mở lời muốn làm bạn gái của anh. Thấy chưa, em không hề nói gì hết trơn nha. Thấy chưa, em kiểu giờ em giấu điều này đi nha, chứ em không hề nói gì hết trơn nha.